Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong cái tình huống giao tiếp tiếng Anh ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu cái tình huống mua vé tại cái bể bơi ở nước Mỹ, hoặc là chúng ta đặt lịch để đi bơi ở nước Mỹ đấy. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống này. Diamond Pool, hello, how may I help you? Hi, is the pool open today? Yes. It opens at 9:30. Good. Until when? Until 10 p.m. That's great. I would like to order 5 tickets. Can you help me? Certainly. How many adults and how many kids? 3 adults and 2 kids. How much? The ticket price for adults on Sunday is $8.90, and for kids, it's $5.90. There will be a dolphin musical water performance tonight at 7. Would you like to join it? Of course. How much? Only $5 for all ages. That's fine. I'd like 5 more tickets. Sure. Can I have your name? Đấy chính là toàn bộ cái tình huống chúng ta đi mua vé để đi bơi tại nước Mỹ. Bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe lại lần hai. Diamond Pool, hello. How may I help you? Hi. Is the pool open today? Yes. It opens at 9:30. Good. Until when? Until 10 p.m. That's great. I would like to order 5 tickets. Can you help me? Certainly. How many adults and how many kids? 3 adults and 2 kids. How much? The ticket price for adults on Sunday is $8.90, and for kids, it's $5.90. There will be a dolphin musical water performance tonight at 7. Would you like to join it? Of course. How much? Only $5 for all ages. That's fine. I'd like 5 more tickets. Sure. Can I have your name? Đấy chính là toàn bộ cái tình huống của chúng ta. Bây giờ các bạn cùng mình hãy cùng đi phân tích các cái câu ở trong cái tình huống chúng ta đi mua vé để đi bơi ở nước Mỹ nhé. Câu đầu tiên. Diamond Pool, hello. How may I help you? Bể bơi Diamond Pool. Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho quý khách? Hi, is the pool open today? Xin chào, hôm nay thì bể bơi có mở cửa không vậy? Yes, it opens at 9:30. Có, nó mở cửa lúc 9:30. Good, until when? Tuyệt, đến khi nào thì đóng cửa vậy? Until 10 p.m. Đến 10 giờ tối. That's great. I would like to order 5 tickets. Can you help me? Tuyệt. Tôi muốn đặt 5 vé. Cô giúp tôi được không? Certainly. How many adults and how many kids? Chắc chắn rồi. Bao nhiêu người lớn và bao nhiêu trẻ em vậy? 3 adults and 2 kids. How much? 3 người lớn và 2 trẻ em, hết bao nhiêu tiền vậy? The ticket price for adults on Sunday is $8.90, and for kids it's $5.90. There will be a dolphin musical water performance tonight at 7. Would you like to join it? Vé cho một người lớn vào chủ nhật là $8.90 và cho trẻ em là $5.90. Sẽ có một cái màn biểu diễn nhạc nước cá heo vào tối nay lúc 7 giờ tối. Anh có muốn tham gia không? Of course. How much? Dĩ nhiên rồi. Bao nhiêu tiền vậy? Only $5 for all ages. Chỉ $5 cho tất cả lứa tuổi, mọi lứa tuổi. That's fine. I'd like 5 more tickets. Được thôi, tôi muốn đặt 5 vé. Sure. Can I have your name? Chắc chắn rồi, tôi có thể xin tên anh được không? Đấy chính là cái tình huống chúng ta đặt vé để chúng ta đi bơi ở bể bơi tại nước Mỹ. Mình hy vọng là cái tình huống có ích đối với tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các cái tình huống tiếp theo.